Chào mọi người, bây giờ mình giới thiệu cho các bạn một loại cây mà nói chung là rất ít người biết. Đây là cây nghệ tinh hoặc là nghệ ma. Nhưng là có những cái hoa nó rất là đẹp nha mọi người. Mình ăn lá non hoặc là ăn cái hoa cũng rất là ngon. Mèo rất là đẹp. Hoa nữa cực kỳ đẹp luôn. Đẹp quá. Nó hay mẹ của trên gò đồi nha mọi người. Rất là nhiều và nó nhiều màu sắc nha mọi người. Mọi người thấy không đó? Đây là khi mà nó ban đầu thì nó có màu xanh, sau đó là nó chuyển sang đỏ dần nha mọi người, sau nó lụi tàn. Thấy hoa nè, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp, rất là nhiều. Loại hoa này thì mình lột mình ăn rất là bổ dưỡng trị bệnh nha mọi người. Rất là đẹp. Khu vực nhà mình nó mọc rất là nhiều. Cực kỳ đẹp luôn. Mèo vàng nghệ rất là đẹp. Cả một rừng bông mọi người thấy không?